chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục những câu chuyện trong khung giờ này với một tác phẩm của tác giả mạnh ninh có tựa đề là ác nghiệp thầy tu ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của định soạn. Thầy Chí đang sầm sầm bước về căn nhà gỗ nhỏ ở cuối thôn. Căn nhà ấy là của Lão Vương. Lúc này có lẽ đã tụ tầm đông đủ ban bể lắm. Số là Lão Vương có đứa con trai năm nay lên năm, đang khỏe mạnh chơi đùa thế nào lại lăn quay ra chết. Thằng bé khôi ngô đính ngộ, đang khỏe mạnh tự dưng chết bất đắc kỳ tử là một điều gì đáng sợ lắm. Thầy Chí xốc lại cái cặp quần đang chỉ tới bẹn, lại cắp cái chắp bên trong có mấy mảnh giấy dầu Dằm ba cái bút lông, cái nghiên và lọ mực tàu rồi chăm chăm bước dưới trời nắng. Bóng của thầy đổ ẩm dưới nền đường làng, giữa tiết trời nóng như đổ lửa của mùa hè tháng tư. Mấy nửa canh trước thầy đang bặm môi sửa lại cánh cửa, thì người nhà của lão vương chạy tới hối thúc. Cực chẳng đã thầy phải hối hả đi ngay để kịp làm cho thằng bé cái lễ nhập quan. Vì cả cái làng lớn 900 hộ dân này, chỉ có thầy mới làm nổi việc đó. Thầy chỉ đi hối hả lắm cho nên chẳng bao lâu căn nhà gỗ của cha con lão vương lại hiện ra trước mặt. Hàng xóm đất tụ tộc đông lắm, giả bạt, bàn ghế, cỗ bàn được sắp đầy đủ. Mọi người xá thầy mấy cái rồi nhanh chóng mời thầy vào trong nhà cho kịp cái giờ hoàng đạo. Xác của thằng bé con được tầm liệm sạch sẽ, chỉ chờ giờ cho vào quan tài mà đem đi hạ huyệt chôn cất. Trong làn hương khói mờ ảo cùng với những tiếng khóc giấm dứt Thầy Chí đẩy cái chồng kính đã trễ xuống đầu mũi, rồi nhanh tay móc ra nghiên mực. Giấy dầu, một chiếc gương đồng cỡ nhỏ và viết loàng hoàng vài ký tự gì đó. Thầy đón lấy bà cây nhàng đang cháy từ một bà già đồng cô, bóng cậu, rồi vẽ những hình thù kỳ quái lên không trung Lại nhanh mồm thổi rượu phì phì vào dọc cái xác để quấn mấy lớp vải. Chỉ thò ra cái mặt trắng bợn và một đôi mắt nhắm nghiền Thầy đưa tay bắt quyết rồi lầm nhầm đọc một đoạn quyết. Nửa khắc sau thì gật đầu ra hiệu cho nhập quan. Xác của thằng bé được hai người đàn ông bê đặt gọn lòn trong một chiếc gỗ quan tài rồi, được sơn son thiếp vàng cẩn thận. Tiếng khổ khốc của mấy cây đình đóng chặt nắp quan tài vang lên trói tai. Xe lẫn tiếng khóc ai oán, tiếng xì xào dâm gian, mùi khói nhang quyện lại, làm cho ai cũng không cầm được lòng. Lễ tàng của thằng bé nhanh chóng kết thúc. Buổi chiều là lúc nhà lão vương bày ra dăm mâm cơm, gọi là cảm tạ hàng xóm đã giúp đỡ lúc nhà có tang và thầy chí cũng nằm trong đám quan khách đó. Thầy được xếp cùng mâm với đám thầy đồ, thầy cai, thầy lang và cụ tránh. Thầy chí đến làm khoái chí vì mới ngoài 40 tuổi đến được ngồi mâm trên, lại được xưng hô kính cẩn, thế thì hơn ối bố con nào ở trong làng. Thầy chí có tính ham ăn tục uống nhất là thèm rượu Nhưng mà ngàn nỗi phận nằm cảnh thầy Phải giữ được cái cốt cách của kẻ làm thầy Nào được bê tha như đám phàm phu tục tử trong làng Lão chí khôn lắm móc ra một miếng bạc vụn Rồi vời thằng tròi con vốn làm chân hầu mâm rượu cho các cụ lại gần mình Lão già bồ cầm tay nhét nhanh miếng bạc vụn vào lòng bàn tay của thằng trọi và hấp hấy mắt. Hắn giọng ngọng líu la líu lô, lên giọng cao sang mà nói cho cả mâm nghe thấy. Ây chứ thầy không uống được rượu, tí nữa nhập mâm mày rót cho thầy năm chén vơi vơi thôi thằng cỏ nhá. Mày mà rót thầy thầy say ra đó thì có mầm mất cả cái thể diện nhớ chưa? Thằng trời con thấy bạc thì dối xít nói. À, vâng ạ à, con xin nghe theo ý của thầy, rót chén vơi thôi hả? Lão chí vút trầm dâu con kiến gật gù xua tay cho thằng trọi ra chỗ khác Thằng tròi cầm chặt miếng bạc trong lòng tay như sợ ai giật mất. Nó lén lén ra đống rơm rồi xòe tay ra nhìn không tin vào mắt của mình. Nó đưa lên tận mặt để nhìn thì há hốc mồm nhận ra đó chỉ là một hòn sỏi. Thằng tròi xăm soi ba bốn lần rồi ném luôn xuống đất, cây cú dậm chân nhìn vào mâm rồi chửi đồng. Tiền sư mày nhé cái thằng thầy bói dựa, mày lừa ông thì ông cho mày say bí tỉ sao mày còn thể diện được gì không? Thằng tròi mắc mưu của lão trí trong bâm rượu cứ chuốc lấy chuốc để, hết chén này lại đến chén khác. Lão trí tay bốc thịt mồm tu rượu kinh như vậy no say, lâu lâu lão lại giả bộ. ấy cái thằng cò mày rót nhiều thế, cổ sẽ đến nơi rồi này, vơi vơi thôi. Thằng tròi càng được thể tọng trong lão nhược vò rượu, lão trí sung sướng lắm, được một bữa no say, mở cờ ở trong bụng. Kể thêm một chút về thầy trí, Lão Chí năm nay ngoài ba chục tuổi đầu đã có vợ và đứa con trai mới tròn năm tuổi. Hai mươi năm trước chẳng hiểu ai trong cái làng này biết lão từ đâu đến là người mạng nào. Chỉ bên trong một đêm tối trời không trăng không sao, thằng mõ đi giao đêm như thường lệ ngàn đời ở cái làng này. Lúc ấy là vào tầm giờ tí canh ba, đang ngầm mầm tay chiêng tay mõ mà nghêu ngao, thì bắt gặp thầy Chí đang nằm bệt ở gốc cây gạo đầu làng. Thằng Mõ tưởng là người chết vì vốn dĩ nạn trộm cắp ở cái làng này hoành hành dữ lắm. Thằng Mõ hãi quá đang tính bà chân bốn càng chạy thì nhận ra, thần xác kia hình như đang vừa khẽ cử động. Thằng Mõ đánh bảo mon men tiến lại gần xem sự thể làm sao, nó lấy chân đá nhẹ thì tiếng rên ư ử vọng lại. Vốn tính thương người thằng Mõ bỏ cả chiêng mõ và cái lồng đèn đang cầm ở trên tay mà lật ngửa kẻ kia Nhận ra kẻ đó cũng chẳng tuổi của mình là tầm 15-16 tuổi. Cùng cành tứ cấu vô thân cho nên thằng mõ thương tình cõng thằng Chí về nhà mình. Lại cho ăn uống cho nên hôm sau thằng Chí mới hoàn hồn tỉnh táo lại vài phần thần sắc. Từ đó thằng Chí coi thằng mõ như là anh em, đi đâu làm gì cũng có nhau. Thằng Chí cũng là kẻ nhanh chân tay cho nên mau chóng xin ra ở riêng. Lại từ tay dựng một căn tròi nơi mé sông cuối làng, lấy nghề đánh rầm xúc mớ tôm mớ tép mà đắp đổi miếng ăn cho qua ngày đoạn tháng. Dạo ấy, làng chuông vẫn đông là dân cúng đinh, con tạo xoay vần nên thời cuộc cúng rối ren. Sau mấy năm bình đảo liên miên, làng chuông mới trở lại yên bình. Hơn 900 hộ dân quanh đây hầu như mù chữ, quyền lực và ruộng đất tập trung hết trong tay của đám chánh tổng cường hào ác bá. Dân đen chỉ biết bán sức lao động, một là làm thuê ở đợ cho đám bá hộ, đổi lại cơm ngày hai bữa, một năm ba quan tiền. Hai là bỏ số tiền mà thuê ruộng cấy rẽ, đến cuối vụ hoa lợi chia đôi cho tiền thuê mướn. Thằng Chí nghèo mặt dẹp ấy vậy mà không chịu khom lưng uốn gối trước một ai. Gã vẫn ngày ngày đánh mớ cá tôm đổi lấy dầu gạo sinh sống. Trời sinh cho gã bản tính thông minh lắm mưu mẹo. Chính nhờ nhẽ đó mà một bước gã lên làm thầy ở cái độ ngoài hai chục tuổi đầu. Kể ra thì nghiệp làm thầy của lão trí cũng oái oăm lắm. Số là làng chuông có lão phú hộ họ mai chuyên ăn chặn tiền công, lại có nghề cho vay lãi cắt cổ. Phạm lập bất cứ ai có việc cần đến tiền mà gõ cửa nhà lão vay dăm quan tiền, thì lão cũng gật đầu luôn. Ấy nhưng mà lão chỉ có đưa có tám phần số còn lại bảo trừ vào lãi. Nghề cho vay lãi một vốn mười lời làm cho lão phú hộ mai nhanh chóng có một gối gia sản lớn thuộc rằng nhất nhì ở cái làng chuông này lão phú Hổ mai đối xử với dân làng và kẻ ăn người ở trong nhà có chiều cay nghiệt và độc ác cho nên hầu như dân làng ai ai cũng căm phẫn nhưng căm phẫn thì làm gì cho cam lão có tiền mà có tiền thì lão có tất cả ở cái thời buổi đói kém loạn lạc này lão coi tiền bạc mới là thứ quý giá còn mạng sống của đám cổng đinh thì cũng có như không số là trong nhà của lão bá hộ họ mai có một người tên là xuyến lão xuyến theo hầu lão bá hộ mai từ sau khi đăng lính trở về làng tính ra thì lúc đó cũng ở đợ được mười mấy năm lão xuyến có sức khỏe lại biết mấy món võ gia truyền cho nên lão bá hộ mai cho làm chân chăm sóc mấy chục con trâu mộng rồi khi lão bá có dịp buôn bán lên tỉnh thì lão xuyến đi theo bảo vệ áp tải trên đường lão xuyến chăm chỉ làm lụng mười mấy năm Nhân dạo nạn đói năm thìn, làng chuông chết đói như ngả dạ. Ngày nào trong làng cũng có người chết. Giết rồi người ta cũng quen với tiếng gào khóc đến xé lầm. Ban đầu còn có cô áo quan đàng hoàng. Giết rồi người ta đào tạm cây huyệt bó vào manh chiếu cói, cho có lệ rồi đem đi chôn Kẻ tứ cố vô thân giặt đến cái làng này phơi thay vô số kể. Lão Xuyến có một người mẹ năm đó ngoài 80 tuổi lại đổ bệnh liên miên. Người già sức yếu lại ăn củ sắn, củ rong, cho nên bệnh càng trở nên trầm trọng. Lão Xuyến thương mẹ quá, cho nên nhân lúc nhà vắng người mới lèn vào bếp xúc trộm ba đấu gạo, tính mang về cho bà cụ ăn cho mau lại sức. Suối quẩy thế nào lão bá hộ mai hôm đó thua chầu tổ tôm, mất trắng hai quan tiền trên chiếu cho nên cây cú trở về sớm. Đang ngầm hầm nóng dần thì Lão Xuyến xúc trộm đấu gạo thì điên tiết quát ẩm cả lên mà cha cái quần ăn cướp ông đối xử với mày không tệ mà mày dám nhân lúc ông vắng nhà mà trộm cắp phải không lão xuyến hãi quá đánh rơi cả cái bọc vải làm gạo trắng văng giật tùng tóe trên nền nhà lão tái mạnh quỳ xuống mà lắp bắp dạ bẩm ông là mẹ con đói quá cho nên là con mới làm liều con xin ông tha cho con lão bá hộ mai mặt đỏ bừng chỉ thằng mặt lão xuyến mà rít lên qua kẽ răng Quần bố lếu bố lão Ông tha cho mày để sau này mày dẫn cướp vào nhà của ông giết ông sao? Nói rồi lão bá hộ mai giật lấy cây gậy gỗ lim mà giáng xuống. Cây gậy nặng trình lại bọc sắt đà đầu cứ nhìn chầm chầm vào lão xuyến mà ghẻ. Lão xuyến đầu quá kêu lên oai oái. Gia nhân trong nhà thì thấy thương nhưng chẳng ai dám căn ngăn. Rồi lỡ lão bá điên máu lại tống cổ ra ngoài đường thì chỉ biết kiếm gì mà sống. Thành thử là đến khi hai chân tứ máu lại bị lão xuyến ngất liệm vì đòn roi thì lão bá hộ mới dừng tay lại. Lão thở hồng hộc rồi ném cây gầy còn dính ít máu thịt xuống nền sân rồi quát. Thằng xanh đâu? Tống cổ các loài trộm cắp này ra ngoài đường. Nhà ông không thừa cơm, thừa gạo nuôi cái phường bất nhân bất lương ở trong nhà. Sau vụ ấy thì lão bá hộ họ mai lại dựa vào cứ ấy mà quyệt luôn mười mấy đồng tiền công của lão xuyến Bà cổ thân sinh của lão Xuyến cũng ôm cái bụng đói mà chít nhăn răng, tóp cả bụng lại. Lão Xuyến nặn lắm cho nên lập tức lên nhờ người bạn vốn là chân đi lính cùng năm nào. Giờ là thầy thư lại của quan án ti. Lão nhờ bạn của mình viết sớ tâu trình và hết tội trạng của lão bá hộ mai. Người bạn của lão Xuyến vốn là người ơn của quan vì đã có lần cứu con quan khỏi chết đuối. Quan mang ơn người đó lắm, nên nghe người đó mờ mồm cầu khẩn tìm lại công bằng cho bạn mình thì lập tức sai người đó chuẩn bị ngay chiều mai sẽ giống kiểu về làng chuông lấy danh nghĩa đòi lại công bằng cho dân đen mà hạch tội xuân rồi thế nào đi môm trước thằng chí đi đánh dậm loại mò được viên ngọc quý nghe người ta nói quan án ti sẽ trả giá cao cho nên mang lên tận phủ mà giao bán Tăng hí hửng nhận ba quan tiền từ tay quan thì chứng kiến cảnh nọ đầu ong vốn lắm mưu nhiều kế cho nên gã ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về làng. Trong đầu đã sắp sẵn một kế hoạch hoàn hảo. Hai canh giờ sau thì về đến nhà của thằng Mõ. Thằng Mõ thấy gã chạy như ma đuổi vào nhà, đang đan dở cái sọt thì buông tay đứng lên rồi hỏi. Bác trí bác làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế hả? Gã đỏ gai mặt mày gập bụng thở dốc một hồi, đoàn với lấy tích nước chè xanh mà tu lấy tu để, như giờ thời gian trầm trễ gã quay sang nhìn thằng mõ rồi cất cái giọng ngọng líu ngọng lô mà bảo anh mõ ơi anh có tin tôi không thằng mõ nhìn gã chân chân rồi ngồi phịch xuống cái trống tre mà rêu mốc đáp ơ ờ, hay nhà bác chí này em không tin bác thì em tin ai em với bác chung cảnh bần hàn tứ cố vô thân không tin bác thì em tin đám cụ tránh ngả bác rõ là là ấm đầu gã nhìn thằng mõ rồi khẩn khoản Dạo trước không nhờ ơn của bác cho em, em ở thì chắc là em về chầu các cụ rồi. Em có bảo với bác là sau này chắc chắn em sẽ báo đáp bác. Bây giờ thì cứ đến rồi cứ mà bác phải tin và làm theo những điều em dặn bác nhé. Thằng mỏ hút bát nước chè chép miệng bảo, ơn nghĩa cái gì đền đáp cái gì, hay là bác đào được kho vàng cho nên chia cho em phải không? Các ngồi sát bên cạnh thằng bạn trí thân rồi nhìn thằng mà, rồi nhìn thằng mặt mà bảo, Bà có muốn có vàng không? Thằng mõ cả kinh giật giọng Vàng có muốn chứ Tôi mà có vàng là tôi cưới mẹ nó được con hoa sóng bên Lão Chí gật đầu đồng tình đoạn lên giọng chắc nịch Bây giờ bác vào mang văn tự nhà đất ra đây Nhanh lên còn chờ cái gì gấp rút lắm Thằng mõ không hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao mà đánh liều vào nhà bới tung cái dương gỗ, nhanh chóng cầm ra văn tự nhà đất còn in quan chuyện mờ mờ, Thằng Mõ đặt lên bàn rồi nghi hoặc hỏi Thế bác định làm cái gì? Gã đang tóp má rít điếu thuốc lão, Ngay thấy thằng Mõ hỏi thì lên giọng hối thúc Bác mang ngay sang nhà lão bá hộ mai ở làng mình Rồi giao bán mảnh đất gia tiên này Nhớ giao bán với giá ba nén vàng Tuyệt không được thiếu nhớ chưa? Thằng Mõ nghe thấy như vậy Thì thất kinh nhét luôn tờ văn tự vào ngực áo rồi xua tay Ây chết cái này thì không được đâu bác Em nghèo đói em thèm tiền thật Thế nhưng mà có chết thì cũng phải giữ lại cái mảnh đất gia tiên Ông cụ nhà em trước khi chầu âm ti còn căn dặn là phải giữ mảnh đất hương hóa ta ứa người ra khẩn khoản Bác phải tin em Chắc chắn mảnh đất này không mất được Nếu mảnh đất mà bác mất Thì cứ chặt đầu thằng trí ngọc này xuống và tạ tội với tiền nhân Nói qua nói lại mấy lần thằng mõ cũng siêu lòng Quả nhiên mảnh đất của nhà nó nằm ở vị thế đắc địa về phong thủy, vị chi tính ra cũng sáu bảy nén vàng lão bá hộ họ mai đã nhắm từ lâu nhưng chưa có cớ chiếm nay thằng dở hơi lại dâng lên đến tận miệng mà nó có đòi ba nén vàng thì lão dại gì không mua thằng mõ sau khi bắn xong thì y như lời gã mà thưa bẩm dạ bẩm ông là con nghe tiếng ông đức độ cho nên mạn phép ông cho con xin ngủ nốt ngày mai để mà tiện dọn dẹp nơi thờ tự của các cụ sau đó thì con xin đi ngay tuyệt không dám ở thêm là bác hộ Mai đang sung sướng vì mua rẻ được mảnh đất cho nên gật đầu đồng ý ngay. Thằng Mõ gói ba nén vàng trở về nhanh chân mà trong lòng thầm hoang mang lắm. Các bảo thằng Mõ mua con gà luộc với cốt rượu mà đánh chén phủ phê còn lại cứ để cho gã lo liệu. Miêu kế của gã chưa dừng lại ở đó. Sáng hôm sau gã bảo thằng Mõ chôn một nén vàng xuống đất, nén còn lại gã dắt vào người, thằng mõ làm theo lời của gã rồi nhanh chân theo gã đi kiếm chắc thêm chút tiền gã sai thằng mõ ra hành đầu làng cách làng chuông một dặm đường nếu khi nào thích cờ quạt nhà quan thì chạy nhanh về báo còn gã thì gã hấp tấp chạy ra quán thịt chó đầu làng và chuẩn bị mưu tính gã biết tổng trong quán thịt chó của lão hà thọt lúc này cũng tấp nập quan khách phần đông là kẻ lắm của thừa tiền chứ đám cổng đinh cổ sắn chẳng có mà ăn thì lấy đâu ra tiền mà mò Gã tới nơi thì nhao nhao quan khách, gã kê hẳn một chiếc ghế đứng trên cao, giờ cất giọng oang oang líu lưỡi. Ở các quán bác hôm nay mát rời em có ý như thế này. Đám quan khách vẫn đông là phú hộ trong làng, nghe tiếng của gã thì dừng tay mồi tay rượu mà chăm chú lắng nghe, gã nhếch mép cười rồi bảo. Lâu nay lão phố hộ mai hà hiếp dân làng, lại chiếm đoạt ruộng của các quan bác, hôm nay em quyết tâm cho lão một vố các bác có tin không? Một lão phú hộ béo ục ịch cười lên lớn rồi bảo Làng này ai chả ghét lão, có điều bố ai dám động vào Lão tiền bạc ức vạn, gia nhân vô số Có cho tiền cũng chẳng ai dám gây sự Chứ ở đó mà một với chẳng hai vô Thôi bác đừng có mầm mồm điêu Đám đông nhao nhao cả lên đồng tình Gã biết bọn này trúng kế cho nên móc ra nén vàng đặt lên bàn mà bảo Các bác không tin em thì chúng ta làm chầu cá cược đi Em có nén vàng nếu mà thua xin kính các bác. Nếu em thắng thì cứ một ăn hai ý các bác thế nào. Mấy lão phú hộ trộm đầu bàn bạc một lão rậm dâu bảo. Nó chồng lão mai thì đường nào mà sống. Thôi kệ mẹ đang nhiên có thằng ngu cúng cho nén vàng tội gì mà không chơi. Thế là cuồng giao kèo diễn ra, các còn cẩn thận bắt viết hai tờ cam kết rồi mới giao vàng cho lão hàng thịt giữ dùm. Thoáng thấy bóng thằng mõ vừa lão tới, Cá hẹn cả đám đến ngay nhà lão Mai Còn mình vì chuẩn bị ít đồ rồi xin sang ngay Cả đám nhất trí kéo qua nhà lão Mai lấy cớ làm chầu tổ tôm Còn gã sau khi nghe thằng mõ thuật lại Thì quan trên mang theo bao nhiêu lính lệ cờ vướng dợp trời sắp tới làng này Thì ba chân bốn càng lao về nhà Gã khoác lên mình bộ đạo bào của thầy phong thủy mà gã chôm được lúc ở cửa quan về hôm qua rồi gấp gáp tiến về nhà của lão Mai tiếp tục kế hoạch còn đang răng dở. Lão phú hộ Mai đang xếp bằng trên chiếc chiếu cói mà lập kèo tổ tôm, thì gia nhân bên ngoài báo là có mấy ông thầy phong thủy xin cầu kiến. Lão Mai bản chất mê tín nghe thích như vậy thì cho mời vào ngay. Nhận thấy lão thầy phong thủy này ra rẻ đen nhẹm đi chân trần thì lão phú hộ khinh thường lắm. Nghĩ là phường giá áo, túi cơm tính lẹn vô lừa đảo thì ra mặt khinh khỉnh cái lúc này mặc đạo bào nhăn nheo Trong tư thế thể phong thủy cúi đầu chào rồi dòng Chẳng giấu gì ông tôi vốn là thể phong thủy đi qua vùng này Lại lỡ đổ đường cho nên là muốn ghé chân xin củ khoai bát nước Tôi chẳng muốn mang ơn ai Trời sinh cho cái tài xem tướng lại đoán biết được vận hạn kết thung Tôi xin đem cái tài hèn ấy mà đem ra xem cho ông một quả Không biết là ý ông ra sao Lão bác hộ Mai là một người luôn tỏ ra là một kẻ đạo mạo nhân nghĩa cho nên gật đầu đồng ý. Lão ngất ngờ ngồi trên cao không thèm nhìn xuống, không thèm nhìn người xem tướng lạnh lùng nói. Xem tướng cho ta đi, đúng thì ta thưởng thêm cho nghe chưa? Gã thấy lão phú hộ Mai kêu căng ngạo mạn hết như lời đồn, trong lòng chẳng vui vẻ gì nhưng không nói ra. Khá giả bộ xem đi xem lại tướng mạo mãi lâu sau mới chậm rãi nói tôi thấy quý tướng dị kỳ ắt không phải là người bình thường này nhé tai dài đầu bé mắt lồi mà vô thần sắc môi thâm mà hay nhe răng giống như là lão phú hộ mai hỏi dồn giống thế nào nói nhanh trông còn tỏ giống hệt con quỷ chả sai tẹo nào ông ạ à? đám phú hộ nghe thích như vậy thì cười ầm cả lên lão phú hộ mai tím mặt rồi gầm lên bay đâu Chói cái thằng xem tướng này lại nhốt vào nhà kho cho nó chết đói mau lên Đám gia nhân liền xông tới chói gã vào rồi khiêng vào kho Tuy vậy nhưng mà chúng hà hy trong lòng lắm Vì chưa bao giờ có ai dám chửi mắng thằng lão phú hộ độc ác này Một người già trong đám thương tình bảo Ông không biết chứ mà ông chủ tôi rất thích nịnh Ai nịnh ông ta hoặc là nói hay cho ông ta một tí là được khen và có tiền ngay Gã liền nói Vậy à, thế thì ông cho tôi lên gặp ông Phú Hộ lần nữa để xem tướng mạo cho ông ta. Người đứng tuổi dẫn gã lên gặp Lão Mai một lần nữa, Lão Mai hầm hè. Cũng được, có thể là vừa rồi ông xem chưa ký tướng mạo của ta, bây giờ xem kỹ đi rồi nói xem nào. Gã xem đi xem lại còn lâu hơn cả lần trước, cuối cùng nói với người gia nhân già. Thôi, ông chói tôi lại và đem xuống kho nhốt đi, tôi xem kỹ rồi, tiên nhân cha nhà nó chứ nhìn mãi vẫn giống con quỷ không có sai một ly nào quan bác lão phú hộ mai bị một phen bẽ mặt cây cú lắm tính quát đám gia nhân trong nhà nọc gã ra mà đánh trong một trận thì đúng lúc đó có cờ xếp võng lỏng lính lệ đã bao vây căn nhà trong tay đã có bản án là chuỗi danh sách dài những việc xấu xa của lão phú hộ mai lại gầm đúng lúc lão đang hò người tính đập dân nghèo cho nên quan thiết lính gô cổ lão tống vào nhà lao Tài sản của lão bá hộ bị tịch thu mà đem chia cho dân nghèo và sung công. Ngày đầu lão bá hộ mai đi tủ lâu lắm. Gã đường vị quan nhận ra vốn thích gã vì lúc bán mảnh ngọc đã hiếu kính mình vài phần. Nay lại gặp lão trong hoàn cảnh này thì càng căm ghét cái ác. Cho nên quan án nể phục lắm. Quan sai thường cho gã mấy nén vàng lại thêm mươn chục nén thắng cược của đám bá hộ. Thế là đời gã sang trang một bức thành tiên còn thằng mõ đương nhiên cũng được mấy dương vàng và mảnh đất gia tiên để lại cũng chẳng mất đi đâu vì nghe nói quan khép lão bá hộ vào án tù một công nhanh thì cũng vài chục năm và xử ngay làm gương. sau vụ đó một đồn mười mười đồn trăm chẳng biết đứa thối mồm nào đồn ra là gã có tài xem tướng số vận hạn cho nên người ta ùn ùn kéo đến đông lắm vốn tính nghịch ngợm ban đầu gã chỉ trêu chọc cho vui Lâu dần thấy phán liệu cũng trúng, người đến xem đặt tiền lễ mồm thì bẩm thầy kính thầy cho nên gã sướng lắm. Và thế là nghiệp làm thầy của gã cứ như vậy lên, dù gã chẳng biết mô tê gì cả. Ngàn nỗi từ khi lên làm thầy thì lão gây thù trúc oán với nhiều người lắm, nổi bật nhất là lão thầy đồ họ Hoàng Tiên Nam. Lão Nam có dằm bà cái chữ bỏ bụng nhưng mà kỳ thật là một tay rốt nát. Bản thân rốt nát nhưng mà đi đâu lão nam cũng lên mặt văn hay chữ tốt. Có người tưởng lão ta hay chữ mời về làm thầy lại nuôi ăn ở trong nhà. Tình cảnh bụng có vài câu dắt lưng làm vốn nên lúc nào cũng lo ngay ngáy. Mỗi lần lão nam lên lớp để dạy cho đám con nhà giàu trong mấy làng quanh đấy. Thế mặt chữ nhiều nét không biết chữ gì lại bị học trò hỏi gấp. Thầy thường lúng cuống nói liều cho xong chuyện đã vậy thầy còn căn dặn tỉ mỉ đám học trò phải đọc khẽ vì sợ sai. Thầy ra chiều cẩn thận vật thận trọng để giấu rốt. Nhiều khi bí quá thì còn giả tảng có việc cho nên lèn vào trong buồng mà khấn đài âm dương để thổ công giúp đỡ. Nếu nhận được cả ba đài của thổ công, thầy đắc chí bệ vệ ngồi trên giường bảo học trò gân cổ độc to. Đám phú hộ quanh làng cũng toàn loại thừa hưởng sản nghiệp của tổ tiên chữ bẻ đôi không biết dặn một phường ngu muội cho nên thầy nói gì cũng khen luôn mồm bảo nhau là thầy đổ nam bụng lắm con chữ đúng là cái thói đời chiếc áo không làm nên thầy tu thầy nam đã rốt đặc cán mai lại thêm cái bụng tiểu nhân thủ vật cho nên mang trong mình nỗi hận với lão trí làm nghề thầy bói tuy rằng cùng cảnh thầy với nhau thế nhưng mà thầy đồ luôn khinh thường thầy bói ra mặt những lúc mà cuộc rượu lên cao trà mà vắng mặt của lão trí thầy bói thầy đồ thường nhếch miệng khinh thường mà bảo bói toán cái gì ngữ ấy lão chỉ có bói dựa mà gạt tiền dân làng chứ có dám bắt con ma con quỷ nào đâu lão nam hận là phải số lão hơn một tháng trước lão chịu một vố nhục nhã với thầy bói ở ngay sân đình điều đó làm cho lão cây cú uất thận lắm nhưng chẳng thể làm gì được số là hôm ấy làng có cuộc họp gấp chuẩn bị sổ sách giấy tờ cùng với quan để chuẩn bị tới kỳ thượng thư đi khảo sát tình hình thuế má năm nay. Buổi họp của các cụ hương thân chức sắc và đám thầy lang thầy đệ thầy bói diễn ra khẩn khoản lắm. Chẳng là các cụ có bọn rút ít tiền siêu thuế mà bỏ vào túi riêng. Cổ tránh thì xây dăm ba cái chuồng trâu đám thầy cai thầy đệ thì cùng làm cái nền nhà. Còn đám thầy lang thầy đồ thì cũng dây máu ăn phần được ít. Cho nên bây giờ phải học tốc mà khớp lại dân tình và sổ sách sao cho hợp lệ kẻo quan thưởng thư về cha ra thì tù cả một gông. Ai nấy đều ra chiều gấp gáp chuẩn bị công việc thì riêng thầy đồ lại gục đầu ngủ ngon lành. Lão trí vốn ghét loại lừa đảo bụng không tí mực nhưng luôn tỏ ra cao sang và khinh thường cái nghiệp thầy bói của mình. Giờ lúc quan trên đang quát nạt làm việc thì lão trí giật tay quan mà bươm đều. Kìa quan xem kìa, cái thằng thầy đồ nó coi thường lời quan cho nên ngủ há mồm chảy cả rãi. Quan trên bực lắm tính nọc cổ lão thầy đồ dậy nhưng lão trí đã giơ tay cản lại ra hiệu cho mình xử lý lão trí bê cái cháp lên neo rồi tín lại gần lão đồ ra tay lay vai mồm bảo thầy đồ thầy đồ công việc quan giao còn chưa xong thế mà thầy lại ngang nhiên ngủ gật thầy là người hay chữ lại hiểu đạo thánh hiền chúng tôi kính trọng thầy lắm cho nên bảo nhau học con chữ và phải học cả tính nết của thầy Thầy ngủ ngày sao thầy không cho chúng tôi ngủ ngày Lão Nam lấy tay vuốt mớ bọt mép chua ngòm rồi ú ớ nhìn cả đám mà trả lời. Ta đâu có ngủ ngày ta nằm chiêm bao để chuyện trò với chu công và khổng tử đấy chứ. Lão Chí liền thốt lên. Ô oh, thế cũng may. Tôi cũng mấy lần lên tận tiên phủ mà đàm đạo với họ để tôi thính các vị ấy lên xem thế nào. Lão Chí giả bộ mở chắp lấy mấy tầm đạo bùa lên rồi đốt. Tay khô loạn xả trong không khí đoạn đọc một tràng khẩu quyết các cụ và quan nghe không hiểu gì cho nên chăm chú lắm. Lão trí giả bộ làm phép bột hồi rồi quay sang quan lớn tấu trình. Bẩm quan là đích thị thằng đồ rốt nát này nói bố láo, các vị ấy bảo làm gì có cái thằng đồ nào lên đến đây. Quan nghe thấy như vậy thì đập bàn thét lính lôi cổ lão đồ ra dần cho một trận. Lão đồ xua tay chống chế. Ấy, ấy bác, bác thể bói. Chắc là bác không nhìn em ấy chứ. Bác nói thế có chết em không? Lão Chí thuộc phường mưu mô nhân cơ hội này ra sức mà mạt sát. Rõ ràng là hai vị ấy nói như vậy. Hai vị ấy còn bảo là, là, là bác làm cho gì có con chữ nào trong bụng nên tống cổ bác đi. Hay là bác viết ra bài thư bằng tiếng tàu đi. Xong rồi em mang đem tấu chỉnh hai vị ấy xem sao. Lão đồ á khẩu biết mình mắc lỡm cho nên cúi đầu nín thinh. Quan trên lúc này sắc mặt hầm hầm đập bàn quát. Chà cha cái thằng đồ dởm lười nhác bụng không miếng mực. Bay đâu? lôi nó ra đánh mười trưởng từ nay cấm chỉ cho nó bước chân vào họp bàn việc nước lão chỉ ghét sát tài quan thì thầm điều gì quan như sực nhớ ra rồi bảo đúng rồi đánh xong thì nọc cổ cho nó về nhà bắt nộp cho đủ 10 quan tiền sư thuế nợ mấy năm nay cho tao chúng mày rõ chưa bốn tên lính lệ dạ vâng rồi lập tức thi hành lão đồ nam bị trận đòn đến nát cả đít lại mất oan 10 quan tiền mà dạo nọ quan miễn cho nhưng mà nhục nhã nhất là dân làng biết sau lớp khăn xếp áo dài quần the kia là một tin thầy đồ bổ chữ. Sau dạo ấy thì tin tức đồn ra nhanh lắm. Mấy nhà phú hộ quanh vùng tống cổ thầy ra đường và chẳng thèm ai tin tưởng giao phó con cái cho lão. Mất cần câu cơm, mất cả danh dự cho nên lão nam giận lắm. Lại ăn mày quá khứ lúc nào cũng nhớ về những ngày tháng được trọng vọng. Ăn trên ngồi chốc cho nên lão nam vẫn tự nhận mình là thầy đồ như thường lệ lão trí vẫn sống cuộc sống ung dung giữa phần đông người dân làng nghèo khổ lão tuy chẳng phải thể phép gì nhưng mà hầu như số tiền kiếm được từ tay của đám nhà giàu lão đều mang đi giúp dân nghèo phần nào mặc dù lão đã có vợ và đứa con nhỏ nhưng mà cái tính sợi lời ấy vẫn không thay đổi dân làng quý lão lắm lão càng được nể trọng thì lão đồ nam càng sinh tâm thù hận lão đã tự nhủ rằng sẽ có ngày tự tay báo cái mối thù này cho hạ giả rồi cuối cùng thời cơ ấy cũng đến. Số là sau khi làm đám ma xong xuôi cho thằng con độc nhất của nhà lão Vương, thì lão Chí nhận một quan tiền từ gia chủ, chè chén túy lúy tới gần đầu giờ hợi thì lướt khớt cấp cháp xin cáo lui. Trăng sáng đêm rằm xoay vàng vàng trên triển đê, hát bóng của lão đổ ập xuống con đường đất, xung quanh bốn bề gió kéo lên từng cơn. Lão Chí đang trần nằm đá chân chiêu mà cấp cây cháp về nhà trời đêm tĩnh lặng thì hơi rượu sộc lên tận óc lão vừa lít đi vừa nghêu ngao ngửa cổ hát giống cả lên thầy cúng thầy bói thầy đề ba thầy ấy phán chớ nghe thầy nào thầy đề cho số tào lao thầy bói nói dựa chỗ nào cũng ma thầy cúng tốn xôi rượu gà hàng mã thầy đốt xong là tiền toi có mà tiền toi hơi lạnh ban đêm làm cho lão trí dùng mình mắc tiểu đường vắng cộng thêm mệt mỏi vì men rượu bốc lên tận ốc. Lão thở dài rồi tiến sát ra con sông bên cạnh triển đê, đàn cây chăm chưa ít dụng cụ hành nghề trên vai xuống và vạch quần ra đi đái. Lão chí dùng mình một chậm rồi cứ như vậy chút bầu tâm sự sướng con nước đục ngầu. Trời đêm không mưa tuy rằng có gió nhưng mà có chiều bức bách. Tiếng gió thổi vùn vụt làm mấy bụi tre cạnh con sông oằn mình xuống. Trong không gian tối đen như hũ nút, tiếng cọt kẹt phát ra càng chói tai gấp vạn lần lão chí lắc lắc tay mấy cái rồi kéo cao cặp quần bằng thứ vải nâu sồng rồi lảo đảo bước lên chiến đê tìm đường về nhà mấy giờ dẫm tiến lên đường cái thì lão trao mày vì thấy phía xa có một bóng người tiến lại kẻ đó không phải ai xa lạ mà chính là lão đồ nam hơi rượu bay đi quá nửa làm lão chí tỉnh táo ra mấy phần thấy bóng của lão nam đã áp sát lão chí mấy giờ giọng thả bộ rồi hỏi thăm Ồ thế quan bác là cũng về rồi sao Sao lại không ở lại đánh chén thêm lúc nữa Còn đầy cỗ ra đây Lão Nam giờ giọng ngọt nhạt Không có dám Đồ tôi phải giữ cái đạo mạo của bậc thánh hiền Nào như phường phạm phu tục tử của nhà thầy Đã xấu người bẩn nết lại còn bẩn cả cái đường ăn uống Lão Chí vốn tính hay châm trọng, Nghe thấy như vậy thì liền đáp Ôi quan bác Manh áo nào mà làm nên thầy tu Bác sai rành rành ra mà không nhận ra cái sai của mình. Đang ngu đần rốt nát thì cứ nhận đi có ai mắng đâu. Bác mà cứ bảo thủ như thế thì có ngày chết. Lão đồ nam nghe thích như vậy thì tức chí lắm. Lão đứng gần lại nhìn lão trí rồi hỏi. Bác xem tôi sẽ sống được bao lâu? Lão trí đăng cấp cây chắp lào đảo bước. Nghe thích như vậy thì giả bộ bấm độn rồi bảo. Bác thọ lắm đấy. Tính ra quan bác phải sống đến 78-79 tuổi. Lão Nam hỏi dò Có thật là tôi sống đến từng ấy tuổi không Hay là quan bác phán liều Lão Chí biết thằng đồ rốt nát mắc mưu Cho nên cười bảo Tôi xưa nay chưa từng nói sai bao giờ Nếu quan bác không sống đến 7-80 tuổi Mà chết trước thời hạn đó Thì trước lúc chết cứ đến đây Mà vả vào mồm của tôi Tiếng cười sung sướng bớn cần Được lão đồ dầm của lão trí Cứ như vậy kéo dài Thọc ngoái và tận tâm can của lão Nam giọt nước làm tràn ly nhân lúc lão trí chết choáng mà bước đi từng bước lão nam bèn với được cục đá ven đường bao nhiêu thù hành uất thận dồn nén cứ như vậy thúc đẩy lão cầm mòn đá to cứ lòng bàn tay rồi nhằm ngay đầu của lão trí mà đập mạnh lão trí nghe đánh bút một tiếng và cảm thấy đau nhói cảm giác đau đớn lan nhanh ra tứ chi làm cho lão bần thần đánh rơi cây cháp xuống lòng đường mấy miếng giấy cánh nghiên mực vài tờ sớ văng ra đầy đất lão trí rú lên ngã chuối xuống rồi theo phản xạ tự nhiên đưa hai tay lên ôm chặt đầu máu huyết tuôn ra chăn hòa ướt đẫm cả hai tay lão ứ ớ nhìn lại rồi nhìn lão đồ nam mà run rẩy lão nam đứng sừng sững ở đó mồm rít lên giận dữ với chất giọng mỉa mai để đều giả mày làm sao mày làm thầy bói mà không đoán được ngày chết vì mày mà đời ông tan nát Hôm nay ông tiến mày một đoạn Kiếp sau có làm người thì làm người tử tế nhé con Lão chí kinh hãi lấy cái thân với tứ chi Đang dần ti dại cứu bỏ chạy mồm gào lên thất thanh Cứu tôi với Tiếng kêu cứu nhanh chóng thất liệm Đổi vào đó là những âm thanh khô khốc chúa chát Lão Nam đẻ thân hình hộ pháp của lão chí Rồi thẳng tay mà dã Máu và dịch não của lão chí chảy chăn hòa Mùi tinh tưởi bốc lên lượm giọng tiếng kêu yếu dần lão trí dãy rủa mấy cái tay cào vào lòng đất rồi chết tươi tại chỗ lão nam vẫn điên cuồng không dứt tay bao nhiêu thù hận cứ giáng xuống không ngừng nghỉ cho đến khi cánh tay đất tê dại và cái đầu của lão Chí be bét nhưng ai đó đập quả dưa thì lão mới định thần cúi người thở dốc lão nhìn xung quanh khắp triển đê vẫn biết giờ này túi om làng mới có đám ma cho nên dù cho tiền cũng chẳng bóng ma nào lai vãng quanh đây nhưng mà cần tắc vô ánh nấy lão nam kéo xác của lão trí nay chỉ là một cây thây vô hồn mà ném luôn xuống sông kèm theo cây cháp và đống đồ đang vung vãi đầy trên đất xong xuôi thì lão ba chân bốn càng chuồn thẳng về nhà coi như không có chuyện gì xảy ra cây chết của lão trí làm náo động cả làng quê phần vì lão trí ăn nở không tệ với bà con làng xóm phần vì cái chết của lão có chiều đáng sợ Quan trên cũng chỉ khám xét qua loa cho có lệ rồi kết luận lão trí bị phường bất lương cướp của giết người. Quan trên bàn giao sắc ngay trong trưa hôm ấy để gia đình tiện bề làm lễ nhập thổ, theo phong tục ngàn đời ở cái làng chung này. Đám ma của lão trí diễn ra ngay trong buổi chiều âm mưu tối trời đó. Để tránh dân làng bàn tán lão nam cũng khăn xếp áo the mà tiến đến phúng điếu cho có lệ. Thằng mõ thương tình người bạn chi kỷ không may vắn số nên đứng ra lo liệu cỗ bàn đầy đủ lắm. Lão Nam theo thông lệ vẫn được xếp vào mâm trên. Lúc ấy cũng sầm tối lắm, đang no say chán trẻ thì bất ngờ thằng lão, thì bất ngờ thằng con của lão trí tiến sát lại. Chầu diệu đang đến lúc ngà ngà lại bị tiếng ồn nào dội lại cho nên đám cho nên đám mấy thầy không chú ý tới thằng bé. Thằng bé mặc áo tăng đầu chít khăn trắng giật áo mấy lần lão nam mới quay lại mà khỉ khả. Thế nào giật áo của ông thế hả? Có để im ống uống rượu không? Đánh chết cha nhà mày bây giờ. Lão Nam nói rồi bực mình quay lại nhận ra thằng con của lão trí. Thằng bé đứng sát lưng mặc toàn đồ tang cho nên lão giật mình một phen hú vía. Thằng bé nhìn lão lom rom rồi bất thần nhe răng bảo. Uống cái mải cha nhà bác, bác đánh tóc đầu bố cháu rồi còn... Bác đánh tóc đầu bố cháu rồi làm gì còn bố nữa mà đánh, lão nam á khẩu tay run rẩy suýt đánh rơi chén rượu xuống đất thằng bé nói xong thì rất nhanh trở ra vì mẹ của nó đang gọi lão nam nhìn theo bóng dáng nhỏ nhỏ khẽ ngồi xuống đầu quan tài bất thần thằng bé lại nghe răng nhìn lão như dọa nạt như có một làn hơi lạnh dọc vào trong làm toàn thân của lão nổi cả da gà lão nhanh chóng quay đi tránh cái nhìn chòng chọc, chọc đó mà run rẩy suýt đánh rơi chén rượu ở trong tay Lão lấy cớ nhà còn có chút việc cho nên xin phép cáo lui. Con đường từ nhà lão trí trở về hôm nay tối đen như mực tuyệt không chăng sao. Lão nam đi mau mải lắm, cảm giác như có ai đó phía sau, cho nên đi được vài bước thì cứ ngoái đầu nhìn lại. Chỉ có con đường đất tối như là hũ nốt và tiếng cò kẻ cốc ngoé kêu dâm gian. Xe lẫn vào đó là những tiếng cọt kẹt của dặn che già ven đường. Lão Nam cứ vừa đi vừa ngó lại, bất cần thế nào để đâm sầm vào anh bán dầu quẩy gánh lên huyện sớm. Anh bán dầu cũng quyết đỡ lão dậy, nhanh tay đầm đám đất dính lên lớp áo dài của lão Nam. Lão Nam nhận ra anh bán dầu cùng làng thì hoàn hồn hỏi, tiên sư nhà anh làm thế hết cả hồn. Anh bán dầu rút rít xin lỗi rồi sau đó xin quẩy gánh đi luôn vì đường lên huyện còn xa lắm, không nhanh có khi tới chính ngõ cũng chưa đến nơi. Đi được ba bước như là chợt nhớ ra điều gì, anh liền quay lại gọi với theo và bảo. Bữa thầy đồ ơi, có người đang chờ ở nhà đó. Người ấy nhắn tôi là có gặp thầy thì bảo thì vì nhanh còn gặp. Lão Nam tận ngần hỏi, thì anh có biết là ai tìm thầy không? Anh bắn dầu thật thà bảo, à người quen cả là 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 thầy Chí, thầy Chí làm người thầy bói hay làng mình đó. Lão Nam ú ớ, thầy, thầy, thầy Chí chết sáng nay mà sao lại tìm về tôi? Thế thầy, thầy, thầy chí chết sáng nay sao lại tìm về nhà tôi được? Anh bán dầu bỗng nhiên dùng mình từ từ tiến lại. Lão Nam rú lên bỏ chạy thục mạng vì dây trước thôi. Khuôn mặt của anh bán dầu bỗng chuyển sang trắng bệnh như người chết đuối ngâm nước lâu ngày. Trên khuôn mặt gầy gò ướt đẫm máu tươi, anh bán dầu nghe hai hàm răng bị dập gãy nham nhở mà cất giọng thoát tục. Mà cha nhà mày, ông nói mày không tin hả? Ông chí đây lão nam chạy hợp tốc về căn nhà trong ánh đèn dầu còn leo lét vợ con của lão đã ngủ từ lâu lão nhanh lao vào nhà rồi nhanh tay khép chặt cửa nẻo tiếng xô cửa mạnh quá làm mụ vợ của lão giật mình thức giấc Một tường nhà có trộm cho nên nhanh tay với lấy cái đòn gánh rồi lao vụt ra ngoài nào ngờ là lão chồng của mình lão nam ngồi co do đánh răng nghe vào nhau lách cách mụ thích chồng của mình mặt mày xám ngoét thì hối hả bảo Ôi trời đất ơi Ông làm gì mà toàn thân lạnh cóng lên thế này Lại rượu chè cho lắm vào gì trúng gió phải không Lão lúc này vẫn đang run cầm cập Lạnh lạnh quá Mùa chảy luôn vào trong buồng Lấy cho lão cái chăn mỏng trùm lên người Rồi dở dòng trách móng Trúng gió rồi Ngồi im đấy tôi đun cho nước sôi rồi đánh gió Lão chừa ngay cái tật rượu chè đi cho tôi nhờ Nói rồi mụ bò chồng ngồi đó xuống bếp lục tục nhóm lửa, còn lại một mình trong căn nhà ba gian đột nhiên lão cảm thấy rùng mình lão sợ bóng tối sợ cảm giác hãi hùng như mới xảy ra lúc tối lão co do bó gối ngồi trên chiếc ghế gỗ đã chóc hết lớp sơn mắt lom rom nhìn ra khoảng không đen kịt đang quanh quẩn trong bao nhiêu suy nghĩ thì lão không biết lúc này là mấy giờ bóng trăng đã lộ ra khỏi mây đen và bắt đầu xoay tỏ trên cao trên con đường heo hút ngang qua nhà của lão chẳng có bóng ma nào bến mảng lâu lâu trong làng chỉ vọng ra vài tiếng chó sủa dưới im bặt. Mùa vợ sau khi đánh gió xong thì dục lão đi nằm. vốn dĩ lão thầy đồ nam cố mãi mới có được muộn con. thằng bé mới lớn hơn năm tuổi lại hay khóc đêm cho nên nằm cùng mẹ nó trong buồng. còn lão thì nằm luôn là giường kê ngoài sắt bàn thờ ở nhà chính cho tiện. Đó của lão tỉnh táo như là chưa từng say rượu. tiếng gió thổi vi vu tiếng gánh ngừng, tiếng chó và tiếng tim của lão đập đặc quánh lại nơi lão nằm bốn bề suy nghĩ lão định thần lại rồi lầm bầm. chắc là do say rượu cho nên mình tưởng tượng ra xác của thằng cha thầy bói còn chưa ấm đất lấy đâu mà về đang liệm đi vì những suy nghĩ mông lung lão không biết mình đã chở mắt được bao lâu cho đến khi tiếng gõ cửa rất mạnh làm cho lão giật mình ngồi dậy lão nhìn chồng chồng ra ngoài cửa rồi lại nhìn vào trong buồng vốn dĩ mộ vợ của lão rất tỉnh ngủ, có những đêm chỉ nghe thấy tiếng rít thuốc lào của lão là mộ đã lên tiếng cằn nhằn. ấy vậy mà sao đêm nay tiếng đập cửa lớn vậy mà mộ vẫn còn ngủ ngon lành. lão mòn men sổ guốc rồi tiến ra cất giọng dò hỏi, ai đấy ai có cửa nhà ông đấy? ở bên ngoài không có tiếng đáp lại. lão mạnh dạn tháo then rồi bước hẳn ra ngoài chỉ có khoảng sân còn lỗ chỗ vết chân người, chân chó đan xen và mấy bụi cỏ dại tuyệt không có bóng dáng của một ai. Lão nhìn hồi lâu rồi chửi đồng lên vài câu. Tiên sư nhà đứa nào nửa đêm nửa hôm chiêu ông thế hả? Ông có biết ông đánh bỏ cha bỏ mẹ mày bây giờ? Lão trời rồi nhanh chân quay vào trong nhà, lão khép cửa rồi đi đi lại lại. Tâm trạng như có một dự cảm bất an lắm, từ lúc chiều cố đám ma nhà lão trí đến lúc gặp anh bán dầu đến giờ xảy ra bao sự lạ. Càng làm cho lão bỗng có một dự cảm không lành ở trong lòng. Bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt kèm theo tiếng gió vù vù đập vào mái nhà. Lão với tay lấy tích nước chè rồi ngửa cổ tu cạn. Ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới, hai mắt của lão díp cả lại. Đang định trở vào giường ngủ thì bất chợt tiếng riêng rít như móng tay của ai đó cào vào miếng gỗ nơi góc tủ cây sắt phách giường còn lão nằm chỉ đổ chục bước chân, đằng khẽ khẳng vang lên, rồi thẳng vào tay của lão, làm cho lão mở chừng đôi mắt. Lão với tay và lớn ngọn đèn dầu đang đặt trên bàn thờ rồi tiến lại chỗ cái tủ gỗ, xem xét sự tình, thì một bóng đèn kiều thiết cả lên, rồi lao vút từ nóc tủ xuống đầu. Lão giật mình né tránh tim muốn ngừng đập, nhưng định thần lại thì đó chỉ là một con mèo đen khá lớn, vừa lẻn nhanh ra ngoài, Lão đứng yên nhắm mắt lại và đưa tay lên ngực thở mạnh. Lão lầm bầm trong cổ họng. Quái lạ, con mèo chưa vừa ngồi trên nóc tù từ lúc nào mà mình không hay. Cơn giật mình đi qua thì lão mệt mỏi trở về giường. Nằm chưa ấm lưng thì bên trong buồng chợt phát ra tiếng của trẻ con khóc. Lão chắc mầm đứa con đêm nay tỉnh giấc đói bụng cho nên quấy quá, nên yên tâm nằm xuống nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy tiếng của mụ vợ dỗ đứa bé. Cho nên lão điền tiết bước xuống bước vào trong buồng cầu nhậu. Mẹ đĩ nhà mày sao để cho con nó khóc thế hả? Ngủ gì mà như chết thế? Lão vừa vén tấm mảnh che lên thì tiếng khóc im bật. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu lão thấy đứa con của mình đang cười toe toét Hai tay giơ lên trời như đang chơi đùa với ai. Mụ vợ vẫn còn nằm ngửa mồm nghe hàm răng mồm nha ra hàm răng thở mệt như người chết chuẩn bị cho vào quan tài đem chôn cổ họng gồm mộ phát ra tiếng ngáy đều đều chứng tỏ đang ngủ say lão yên tâm trở ra ngoài vì cơn buồn ngủ kéo sụp mí mắt ngay khi lão vừa quay gót đi thằng bé đang ngồi bật dậy hai mắt đỏ như là hai hòn lửa nhìn chằm chằm ra ngoài trời mưa mỗi lúc buồn lớn hơn sấm chớp lập loè rền vang như giận dữ Làng chuông vào tầm giờ xỉu như bình thường vốn đã có ít người qua lại Và lại giờ này lại quá khuya Lại gặp tiết trời mưa gió lê thi cho nên càng vắng vẻ tiêu điều Lẫn dòng tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi xe sắt Chỉ có tiếng ếch nhái ếch ngưng từng chập kêu vang Không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương Lão Nam đang thiềm thiếp trong cơn mộng mị Thì bất ngờ thiết buồn ở gan bàn chân Lão thấy nhột quá cho nên ngồi bật dậy suýt nữa gào toáng cả lên. Hóa ra là đứa con trai của lão đang cởi chuồng, ngồi thu lưu ở cuối giường tay cầm cái vật áo rách tả tơi mà so vào lòng bàn chân. Qua cơn giật mình, lão nam mới định thần bế thằng bé con lên rồi thủ thỉ. Cậu cả làm cái gì mà đêm hôm mò ra đây, không ngồi được là mẹ đi đánh cho đấy. Thằng bé nhìn lão cười hịch ngạch, cái giọng cười làm cho lão tự nhiên thấy ấn lạnh toàn thân. Lão cho mày nhìn thằng bé đang cầm cái vật áo rách tà tơi trong tay. Lão nghi hoặc hỏi lại. Cậu cả lấy cái rẻ rách ở đâu ra vậy? Thằng bé chỉ tay vào trong buồng rồi bảo. Có ông nằm cạnh u thầy à, ông ấy xe cái áo còn dính máu cho con. Ông ấy bảo ông ấy tên là Chí, Chí thầy bói Chí đó thầy. Lão đứng hồn ngoái đầu nhìn vào trong buồng, ánh đèn dầu lập lòe không xoay tỏ trong gian phòng. Lão đặt đứa con xuống rồi mon men tiến ra bàn thờ run rẩy lấy ra mấy cây nhang châm vào ngọn đèn. Xế làn khói nhang lờ mờ tỏa khói, lão run như cầy sấy quỳ mọp xuống mà cầu khấn điều gì. Ngay lúc đó thì tiếng khùng khục trong cổ họng của đứa bé bỗng phát ra. Lão kinh ngãi tột độ quay đầu lại. Đứa bé cười chuồng ngồi xếp bằng trên cái bàn uống nước sau lưng của lão tự bao giờ. Chàng thanh âm như là thoát tổng vọng ra rồi lại rõ một một ở ác thì ai độ cho thầy hả thầy Nam Thôi về với tôi cho có bạn thầy ơi Tôi thầy trí đây Lão Nam kinh hãi thét lên một tiếng hãi hùng Rồi lao nhanh ra ngoài màn đêm đen kịt Cắm đầu chạy thục mạng Là không biết mình chạy đi được bao xa Cho đến khi tiếng hai chân rã rời Thì dừng lại thở gấp Nhận ra đã tới đoạn giáp danh hai làng Thì yên tâm quay đầu nhìn vào làng chuông Mà thở hổn hển Giờ này có cho tiền lão cũng chẳng dám quay lại đó Oan hồn của lão trí vẫn lờn vườn quanh làng Biết đâu lại hiện về báo oán thì nguy to Đang trong giây phút hoảng loạn tuột độ Thì một cảm giác đau nhói nơi mạn sườn rồi thẳng lên óc Một con dao thép từ lúc nào đã ghim chặt vào Con dao khẽ xoáy sâu rồi sọc hẳn lên trên Tiếng dao sắc lạnh nghe ruột một tiếng Máu tươi tuôn ra suối xả Lão đứng hồn quay đầu lại há mồm kinh hãi một lát sau chít tươi trên vũng bùn lầy lội vì cơn mưa mỗi lúc buồn lớn kẻ giết lão đồ nam chẳng phải ai xa lạ mà chính là lão Bá Hộ Mai lão Mai nhìn thân xác lão đồ bây giờ chỉ còn là một cái thây vô hồn mà cười man dại rồi bảo thằng thầy bói nó ngại ông thân tàn ma dại ông chỉ kích bác mấy câu mà mày đã giết nó thế thì đúng ý của ông lắm thầy đồ ông chỉ lợi dụng mày mà thôi giờ thì yên tâm mày nhắm mắt không giết mày để quan trên cha ra thì ông chết. Chúng mày là một lũ ngu muội khoác lên mình tấm áo rồi vinh váo vỗ ngực xưng là thầy. Nhưng mày quên mất một điều, manh áo không làm nên thầy tu. Thôi, về với nhau cho các bạn con nhé. Là bao hổ mai keo sắc của thầy đồ quẳng xuống con sông, nhanh chân chuồn khỏi làng như chưa từng xuất hiện. Sức cơn mưa tầm tã như tát nước vào mặt, trên cành cây gạo khẳng khiu Lão Chí đang ngồi vất vẻo trên đó từ bao giờ. Hai mắt chầm chầm nhìn theo bóng dáng của lão bá hộ mai rồi nhanh chóng mất hút. <laughs> xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo